Chim hả? Sáng sớm hôm nay lúc 6 giờ mình sẽ đi một cái tour đi 4 cái đảo, đi trong vòng khoảng 4 tiếng đồng hồ. Ăn sáng hơi gấp tại là bởi vì họ cho 7 giờ nhưng mà mình ăn lúc 6 giờ, ăn được mấy miếng sandwich rồi đi. Alright, đi chơi nha. Welcome to Ao Nam Mau Pier, cái bến Ao Nam Mau. Sau khi đóng 10 baht tiền docking fee, tiền cảng á, bến cảng á, bây giờ mình đi ra tàu. Trời còn rất sớm và nước thì nó rút ra tuốt ở ngoài. Rồi, mình bao nguyên chiếc tàu này nha. Có 3 người thôi. Mà thấy phao để đầy hết cho nhiều người đó. Nhưng mà mình đi như vậy thì là private tour. Mình đi riêng á. Mình muốn tùy theo giờ của mình thì nó dễ dàng. Thêm một kinh nghiệm mới. Tàu bị mắc cạn chút xíu. Bây giờ phải ráng đi ra. Mình đang ở trong Hat Napara Thara Mukopipi National Park, công viên quốc gia Mukopipi. Biển ở phía xa xa phía trước đó. Cái này thuộc vô chừng 100 mét thôi. Đây cũng có cái nhà hàng. Còn sớm quá, người ta chưa mở. Ở đây cũng có tsunami evacuation route, là cái đường lỡ bị tsunami ngoài biển nó tràn vô đó, thì đây cái đường để mà chạy thoát bị sóng thần đó. Nếu bị thì cái đường này để chạy trốn.
Mình đang ở Koh Phoda, là đảo Phoda, Krabi, Thái Lan. Quá đẹp. Có dơi nữa, chim hả? Cái này nhiều khi có tổ yến trong đây nữa, không biết. Quá đẹp. Wow, khó hả? Ở tuốt trước có cái hang hay gì đóng lên đây. Ở đây mà có đi cái thuyền nào á. À. Anh đang kịp rồi quá. Ờ, cái nước ở đây nó đổi đẹp hả? À, mong là lấy lên đầu xóa tôi cái này giúp bạn. Đây là Chicken Island, à, đảo con gà, cái đầu con gà kìa, dễ thương quá, đẹp quá, thấy này giống con gà lôi, bự quá chừng, cái này Thanksgiving ở Mỹ rồi chắc ăn hết luôn rồi. Hello, yay, mẹ nữa. Có nhiều cái tàu ở đây, tàu nhỏ vô, cái tàu lớn không thấy, nước cạn đó. Cái này giống như nguyên cái bãi cát, mình nhìn hồi nãy thấy nó ụ giữa nhiều cái hòn á, cho nên thấy cũng đẹp. Cái mặt bên đây thì có nước biển, tàu nhỏ vào, rồi mé bên kia nữa, có một dãy tàu đằng kia nữa. À, họ đi vô cái ngõ đó. Đang lát mà qua cái ngõ bên kia coi sao. Mình lên đảo này nửa tiếng. Đây có chuyên viên chụp hình đây, đứng sẵn trên đó. Cát hai bên nó đẩy vào, nó ủng lên. Ồ, đẹp quá. Ở trong kia là có bãi biển sát cái hòn lớn. Wow, đẹp quá. Thank you.
tôi nghĩ phía trước mặt mình là lúc mà nước nó lên đó, nó lên tới cái mép này luôn. Quá ha. Rồi, lại leo dốc. Té rồi. Từ ở trên cao, chỗ mình mới bị trật chân. Chụp xuống rất là đẹp. Tới đây người ta có thể leo núi chơi. Đó. Leo tuốt ở trên kìa. Mình đi vô Brannan Cave. Đi vô đây mà gặp khỉ thì không được cho khỉ ăn. Sâu tuốt ở trong ha. Ồ, có cái rễ cây tuốt ở trên nó xuống nè. Xuống quằn xuống đây luôn, không éo. Có cái rốt nè. Nó xuống cái này là nó kiếm chỗ nó sống. Wow, look at this. Đây có chỗ người ta leo núi nữa. Khu này người ta thích dữ. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!